Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Car Ride Extreme nha mọi người. Đấy. Thì trong game này là tôi cũng chơi cầu lượn vòng siêu chậm này. Đấy, mình là, nói chung là cầu lượn vòng siêu chậm là mình phải đi chậm nha mọi người, chứ mình không thể nào mà mình đi nhanh được. Đấy, mình không thể nào mà mình đi một phát là đi giống như cầu lượn vòng siêu tốc được. Đây là cầu lượn vòng siêu chậm, mình phải đi chậm. Đó, nhưng mà ngoài đi chậm ra thì mình cũng phải đón những bé núp như thế này đến trường. Tôi hôm nay là sẽ trở thành một anh tài xế chuyên chở những cái bé nước đi học. Ôi, nghe nó cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, từ từ, ở đây có cái gì không? Ở đây không có gì hết. Tôi chỉ sợ đi cái đó cái nó giật ngang cái chết thôi, chứ không có gì hết đó. Ok, đi chậm thôi. Cái này tôi không biết là nó có khó hay không. Ôi, nó có khó như là cái trò mà đi đi cái gì à, cái trò mà chở hàng đấy. Ủa sao chưa gì có một cái xe đứng ngay chỗ này rồi? Chắc đùa. Tôi không biết là mình có thể đi bộ, nếu như mà mình bị kẹt mình có thể đi bộ trên này được hay không nha. Nên thôi mình cứ nhưng mà nếu như mình đi bộ thì mình sẽ không có thể nào mà mình chở được mấy bé núp này, cả gì nó sẽ cộng đây passenger đây. Đấy, mình nó sẽ cộng cái điểm chở hành khách nên là tôi cũng phải cẩn thận. Ồ, tính ra thì cô đi đường bên này nó hoặc là đường bên này thì hình như nó cũng như nhau đúng không? Cuối cùng là mình cũng quẹo cái đây mà. Hả? À, cuối cùng mình cũng quẹo cái đây và mình sẽ lên bằng cái đường này. Ấy, trời ơi. Khúc này thì nói chung là ơi từ từ thôi. Tôi nghĩ là mình nên đi chậm thôi chứ mình cũng không cũng không nên đi nhanh lắm. Đi nhanh lắm thì tôi thực sự ra là mình sẽ... Ủa con gì vậy? Ôi, chở passenger vô thẳng miệng quá vậy à. Ôi ơi, tôi không biết mình có thể đi được cái đó hay không mà. Nên thôi cứ đi cho chắc. Hiện tại giờ là đang ủa full xe. Ở sao thanh niên kia? Tôi trong này chỉ cần hút đít nhau là cháy là nổ xe luôn đi. Tôi thanh niên kia đi từ từ thôi. Ôi ôi, trong này đã nổ banh xe chết bất đắc kỳ tử đây. Ok, ok man, xuống luôn. Ôi! Trời, mẹ nó không tin luôn đây. Trời, chỗ đó mình đi chậm là ngon rồi mọi người, chỗ đó cứ đi chậm là ngon rồi. Rồi, cẩn thận lại. Tôi thấy mới đầu vô á là mọi người nên đi cái đường. Ôi, có người tới. Thôi. Tôi nghĩ là mình nên đi cho nó chắc ăn đi. Chỗ này tôi sẽ cẩn thận lại. Đi nhanh quá nó té đi chứ chẳng đùa. Ấy phải đi chậm lại thôi chứ biết sao giờ. Đi chậm lại. Ui. Khúc này thiệt đúng là cầu lượn vòng siêu tốc thật. Ok, tôi đã tới được cái giải thứ hai rồi. Đây. Tôi sẽ chỉ lại cho mọi người nha. Mọi người cố gắng vô là đi cái đường bên này thì nó sẽ gần hơn. Đấy, mọi người đi cái đường bên kia thì nó xa, nó sẽ xa hơn. Đấy, tôi sẽ trả xong là tôi được 8 hành khách. Không, hành khách. Ôi ôi lại full người nó ngon. Đấy, nó cứ như vậy thôi, cuộc đời tôi nó cứ thơm tho là được rồi. Ôi ôi, hai đường nha mọi người. Hai đường. Mỗi đường nó khác nhau. Kidding me. Ê. Trời mẹ đi tông chi trời. Thanh niên này có biết chơi không vậy? Tại sao đi là đi tông? Mẹ không hiểu luôn đây. Tự nhiên tông chi trời, đang đi đón hành khách ngon lành cành đào. Nó không thèm đón hành khách luôn mà. Không thèm đón hành khách luôn, chả hiểu làm được cái gì nữa. Chơi game này người ta chủ yếu là đón hành khách, tự nhiên không đi đón hành khách. Chạy đi tông chết người ta làm gì chả hiểu luôn. Thề. Thấy nhiều khi mình thấy nhiều khi có nhiều cái chết hơi sạp easy route nha, còn bên này khó nhưng mà vui hơn. Tự nhiên cô đi cái tự nhiên cô đi cái này, cô đi cái dễ chi vậy ta? Ồ, tính ra khó là nó ngoằn ngoèo hơn hả? Thôi. Mình cứ đi chết tôi rồi. Nghe cây thế. Thôi, chấp nhận mất luôn đi. Tôi đi bộ cái nơi luôn cho khỏe. Tôi đi bộ cái nơi luôn cho khỏe. Thôi chấp nhận mất tám hành khách đi. Đi bộ cái nơi luôn cho nó khỏe. Vậy đi. Ok. Rồi, vậy đi. Từ từ nha. Ôi, có vụ này nữa hả? Tôi đi bộ cho khỏe mọi người. Đằng nào từ đây qua kia nó cũng lẹ, nó cũng gần mà chứ nó có xa lắm đâu. Rồi khúc này là gì ta? Trời ơi, lái dở quá nên là giờ có 7 khách chứ chịu đi với tôi thôi đi, thế mấy cây chứ. Từ từ nha. Sử dụng cái nút như thế nào, sử dụng như thế nào. Bấm. Rồi, ok. À, có nghĩa là một trong khổ thanh niên, khổ. Từ từ nha. Để coi thử coi, đường này không được. À, đường này được nè. Ok, tôi sẽ quẹo qua bên trái. Đấy. Hai đường, không phải đường nào cũng đi được đâu. Đường này đi được nè, đường này đi không được. Cách nhìn này mọi người cũng đã xem rồi, đúng không? Đấy, đại thấy chưa? Nếu như tôi đi qua bên này là tôi sẽ chết. Chết ngay cả chỗ.
À! Mẹ quê thế, xui thế. Thiệt á chứ. Rồi, lại thôi. Không hiểu sao có ba hành khách luôn mọi người. Quá khốn nạn đi. Ok, vậy là bên này đi được nè, thanh niên này đang đi nè. Từ từ thôi, cái xe này nó thắng khó dễ sợ luôn ấy. Nó đi thì nó siêu nhạy mà thắng thì thắng siêu khó. Thứ gì á, âm binh thiệt chứ. À thấy không, tôi đi cũng nhích có chút xíu nào, giờ không biết đường đâu mà lần luôn. Đó nè, đó không, đó mọi người thấy cái sự khốn nạn của nó chưa. À khúc này mày đi thẳng qua kia luôn. Ừ, ngon, ok, ngon. Rồi, qua luôn. Thôi, tôi sẽ không hung đích thanh niên này đâu. Thanh niên này khỏi lo, tôi sẽ không hung đích anh đâu. Hung đích mắc công hai thằng chết. Đi đi, có hai thèm phá làm cái gì đâu, đi đi. Ừ, đi đi, người ta chơi chứ. Người ta chơi rất chuẩn chỉ luôn á, không ai phá đâu. Ok. Rồi, vậy là mình đi qua bên này đúng không? Trời má khó vậy. Ôi, đi 180 độ luôn má ơi. Ôi ôi. Ấy có cách nào mình khỏi cần đi 180 độ mình bỏ luôn được không? sao tôi thấy cái đường này nó phê quá vậy ta? Thôi, ok, let's go. Đi thôi. Đi thôi, từ từ, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi, đường này khó nè, chứ không phải đùa đâu. Thế sao anh kia chết ngay cái chỗ gì vậy? Thiệt hả trời? Wow, sướng. Ủa, đây mới đúng là cầu lượn vòng siêu cấp. Đây, sướng. Ok man. You dare là sao ta? Bạn có dám không? Dám cái gì mới được? Dám công vô hả? Ở đây là sao? Khúc này đi làm sao? Sao không ai nói cho tôi biết là khúc này đi làm sao? Mẹ cái quần què gì vậy? Ai ơi. Left. Ok man. Nè, đây. Bây giờ tôi sẽ để ý thử coi là thanh niên này đi như thế nào nha. Đấy, nó đi xuống nào đó, mọi người thấy không? Đó, nó đi, nó lượn vòng nè, đấy. Đấy, đúng rồi, đi như thế nào? Để coi cái khúc đó đi như thế nào nha. Tại vì chỗ này bắt buộc là nó có rồi. Nên là cũng không biết, mình cũng biết là phải đi qua chỗ đó như thế nào. Đây nè, rồi nhớ có ai đằng sau không nha. Rồi, đấy, để coi thử coi thanh niên này đi qua như thế nào nè. Chứ bây giờ cô đi xuống là cô sẽ không biết những người khác đi qua như thế nào luôn. Đấy. Từ từ nè. Ô, sao thanh niên này dừng bà nó rồi? Đi đi chứ. Sao nó dần rồi? Không, tôi đoán cái chỗ này là mình cứ đi thôi, nó thách mình mà. Nó thách mình thì mình cứ đi thôi chứ biết sao giờ, đúng không? Làm gì làm, đừng có thách tôi. Thách tôi là tôi làm cho coi. Từ từ thôi. Đó này, thấy chưa mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Chỗ này chắc chắn tôi nghĩ là nó sẽ có một cái thứ gì đó để mà đi tiếp. Đi đi ma, dừng lại chi trời. Đi đi. What the fuck? Trời ơi, nó dừng nó phá rồi kìa, con cất không chứ. Nè, chỗ này nó quẹo nè, đó mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Chỗ này nó quẹo nè. Đói. Nè, nó dừng nó phá luôn rồi biết sao giờ. Cái này tôi nghĩ là chỗ này nó sẽ có cái đặt có cái gì để giữ lại ta? Không có. Ơ, à, hay quá, nó thoát rồi. Mừng quá, ok, đi thôi. Chỗ này đi chậm thôi, tôi sẽ không biết chỗ này nó có cái thứ gì. Oh my god. Mọi người nhìn nè. Tàn hình. Ôi ôi, hồi nãy giờ là tôi không có biết. Thật sự rất là khốn nạn đi. Thật sự là cái chỗ này là tôi không có biết luôn. Ok man. Ôi, qua rồi, ngon rồi, qua là ngon rồi. Có chỗ này thì tôi chỉ cần đi cẩn thận là được. Chứ qua đây là ngon rồi. Có cách nào mà đi thẳng qua đây được không? Chứ mình khỏi cần đi đường chữ S đó được không trời? Đi đường chữ S đó làm cái gì luôn ấy? Trời ơi, thật sự luôn, nhưng mắc bắt đi đường chữ S chứ trời. Ai mướn đâu trời. Chỗ này thì mọi người cố gắng đi cầm chừng 20 thôi nha. 20 thôi nha, đi nhanh quá là mình rớt ấy. Tại vì con cái cầu, cái bánh cho bánh xe này nó không có dính vô đường ray lắm đâu. Đi nhanh lực ấy. Rồi, chỗ này là đi cẩn thận nè. Rồi, chỗ này đi cẩn thận nè, ok mày. Ôi, quên. Cẩn thận nè, ấy quẹo nè. Cẩn thận thôi. Đơn giản đó mà, cẩn thận đi. Cẩn thận. Ok man.
chỗ này vẫn chưa ai xuống đây nha. Ồ, đi cái này nói chung là tôi thấy cô đi cái này, cô đi còn xa luôn. Cái chơi game này cô thấy cô đi còn xa mấy cái game game Karai dạng vậy nữa. Rồi sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ui rồi ôi ngon lành, ngon kìa. Từ từ, cái chỗ này mình phải lấy đà mình đi lên mới được mọi người. Cái chỗ này là tôi phải lấy đà. Lên, lên, ok man, ok. Từ từ thôi, không có gì phải gấp. Cái chỗ này mà có người khác đi ra chắc chết tôi luôn quá. Lên, lên. Có ai qua không? Ừ, hay quá, không ai qua hết. Yeah. Đấy rồi, thế là tôi đã chở thêm được 8 người nữa. Ôi, tôi phải chở full thì tôi mới win được nha mọi người. Chứ tôi chở có 7 thằng là tôi không bao giờ tôi win được. Vậy giống như bị cấm lý ấy. Giống như bị cấm lý ấy, phải chở đủ người nó mới thắng được. Ê. Kiếp trả khách. Đủ người mới đi nha. Đủ người nha. Rồi tôi nhìn là tôi biết không đủ người. À, đủ luôn. À, ngon ta, đủ. Ok, đi thôi. Ủa sao mà cái này hình như nó cong hơn cái đầu của đi đúng không ta? Nó cong hơn. À không, hình như có vẻ như nó cũng vậy à. Nhưng mà chỉ có điều hình như là ôi trời ơi. Cao thế. Ôi trời ơi, cao thế. Cao quá. Cao quá. Cao đến nhức nách luôn. Hey. Chưa đâu nha, chỗ này còn phải đi qua bên này còn đi thêm mấy vòng nữa. Sao mà khủng khiếp vậy trời, thiệt á chứ. Quá khủng khiếp đi. Này tôi không biết là chừng nào mình mới tới được cái checkpoint tiếp theo. Chỗ này tôi nghĩ là chắc mình đi đi vừa thôi. Ok, lên. Cái chỗ đó, ôi chỗ đó hồi nãy là uốn nhanh quá là mình có khả năng rớt nha. Đấy, nên là mọi người cẩn thận, tới chỗ đó là mình nghĩ là mình nên đi chậm thôi. Không nhất thiết phải đi nhanh đâu. Game này là game tàu lượn vòng siêu chậm mà. Đấy, nên là mình cứ đi chậm thôi. Mình đi nhanh là mệt mình với mệt hành khách mình thôi. Đấy, đây là những học sinh nước gương mẫu. Nhưng mà rất là can đảm, mặc dù nước nhưng mà rất là can đảm. Đấy, dám ngồi lên cho tôi chở. Mà chở cho một cái cung đường nó rất là bắt cháy một chiếc xó. Cái gì đây? Cổng gì đây? The high spawn. Hãy thưởng thức cái view của bạn. Ôi ta mà, cái gì đấy? Ôi ta mà ơi, cái gì đấy? Ôi ôi ôi! Ôi ôi ôi! Oh my god! Ôi ôi ôi! Wow! Ôi! Phê! Ôi ôi, quá phê luôn! The Black Rail Disappear. À, Black Rail nó sẽ mất và ẩn hiện trong vòng vài giây. Ok man, hiểu luôn. Quá luôn, ok luôn. Mất đi, đúng rồi. À, nó sẽ ẩn dần nha, chứ không phải là mất hẳn. Nó sẽ ẩn dần, trong quá trình ẩn dần đó thì mình vẫn có thể đi qua được. Đấy. Quá thôi, let's go. Này, nó sẽ mất dần nè. Đấy, thấy không mọi người, thấy không, nó sẽ mất dần. Đấy. Rồi, từ từ, tôi nghĩ là mình nên đứng đây để mình lấy đà, mình chạy qua cho nó lẹ. Đấy, let's go. Ok man. Let's go, let's go, let's go, let's go, 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 go. What the fuck? Go, 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 go. Nó không có lấy đà qua được. Không ổn rồi, tôi phải lùi thôi. Mình sẽ lấy đà sau, mình sẽ lấy đà xa xa chút chứ tôi khúc thì sợ vậy. Rồi, let's go. Ok. Đây, nó phải như thế nó mới qua được. Khổ quá. Rồi đi luôn. Go go go, nhanh. Ủa, khó vậy, mình phải đi một đường xa như vậy luôn hả? Đùa à. Có cách nào nó ổn thỏa hơn không bạn ơi? Chứ chơi như thế này thì biết chừng nào mới xong. Thề luôn ấy. Rồi thôi. Chỗ này cứ bình tỏm mà đi. Ok man, qua luôn. Tôi nghĩ là cái cầu này nó sẽ hiển thị trong vòng 5 giây, sau đó là nó sẽ mất. Từ từ, 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 từ từ
phát nó còn đột xà lông còn thẳng phát xuống dưới. Quá phê vãi chưa. Rồi ok, chắc cười sẽ dừng video này. Video này còn đây thôi, nếu chúng ta đã thích video này đừng quên vào lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.